Hello. Bạn một coi đến video này thì quá là siêng năng nha. Hôm trước là mình đã đi đến cầu bao nhiêu ta? Cầu 46 à. 46 cũng căng hè. Sau đó là mình làm tới cầu, bây giờ mình sẽ làm cầu 447. Thì ra câu 47 này là một câu nó khá là quen thuộc. Nếu như trong thi thiệt thì mình nghĩ nó tầm cả 88 9 điểm rồi vậy. Vậy thì nó cũng chẳng phải có phân loại ở mức độ cuối ha. Đó. Như thầy đã nói là cái bằng dùng cao thì nó cũng tùy thuộc vào người này người kia thôi ha. Quen là dễ mà không quen chưa gặp bao giờ thành công khó. À, bây giờ mình sẽ đọc thử nha. Đây là một câu về với DZ, người ta cho một mặt cầu. Cho mặt cầu thì mình sẽ tìm tâm ở bán kính trước đã. Mặt cầu S thì mình sẽ cắt tâm. Tâm Y của nó sẽ là 1 trừ 2 3. À, bán kính R là căn của cái số bên đó, căn của số 48. Căn 48 là bằng 16, 48 là 16 nhân 3 thì là 4 căn 3. Rồi. Bây giờ nó nói là có một phần alpha đi qua hai điểm A và B cho trước. Điểm A này có thuộc mặt cầu không? Điểm A là 0 0 trừ 4 thì coi bấm thử có thuộc nằm trong mặt cầu nha. Nhập cái phương trình mặt cầu vào này, x trừ 1 này. Cả bình còn y cộng 2 thì cả bình y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình còn tại 0 x là 0 e là 0 z là trừ 4. Đây là điểm A nha, tọa độ điểm A. Đây là 54, 54 là không phải bằng 48 mà không có 5 trong mặt cầu này. Điểm B là 200 2 0 0 14 không luôn ha, ngày hai điểm đều không 5 trong mặt cầu. Vậy thì em phải có một cái mặt cầu S đúng không? Em có một cái mặt cầu S như thế này. Thì nó có hai điểm AB và cái mặt phẳng nó các mặt cầu thì giao tiếp là đường tròn như thế nên sẽ không đi với tâm Y nha. Một cái mặt phẳng alpha các mặt cầu theo giao tiếp là một cái đường tròn. Thì lúc này hai điểm AB là thầy cho bất kỳ được A B. Hồi nãy là điểm A là nó lớn hơn ở điểm B nằm ở trong, điểm A nằm ở ngoài. B là nó nhỏ hơn 48 nằm ở trong, A nằm ở ngoài. Rồi. A cho nó nằm xéo qua bên đây đi. Mình đặc biệt quá ha. Đây, nằm ở đây. Rồi, như vậy là mình hình dung như thế ha. Bây giờ nó nói mình là cái khóa nón có đỉnh là tâm S, nghĩa là đỉnh của nón là đỉnh Y đấy ha. Đỉnh là tâm của S này. Tâm của S là điểm Y. À, đường tròn đáy là C, đường tròn đáy là cái đường tròn đây. Đường tròn này là C. À. Thì có thể tích lớn nhất là nhiêu thì để tìm thể tích của nón. V nón là bằng 1 phần 3 pi r bình nhân h, thì làm có hai ẵm là r và h đúng không? Em cần tìm hai ẵm r và h. Rồi giờ thì coi thử nha, r là gì, h là gì.
h ở đây là gì? H ở đây là cái chiều cao từ y xuống cái mặt đáy, mà đáy là đường tròn nằm trên alpha. Như vậy thì h chính là khoảng cách từ y cho tới alpha, đúng không? Cái chiều cao của nó chính là khoảng cách từ y cho tới alpha. Đoạn đây là h, là đoạn IH, là nó sẽ bằng đoạn IH. Cho IH là h là tâm của đường tròn đáy ha. Rồi thì cái đoạn IH này sẽ được tính, tính được luôn, có không? À không không, anh phải chưa có mà, phải chưa có ha, phải chưa có. Ok. Tiếp theo là mình cần phải tìm R, mà IH thì mình chưa có. R như vậy, R của đường tròn, R của đường tròn đáy, mình có một công thức là nó sẽ bằng R cầu, R tròn là bằng R cầu bình trừ cho, cái khoảng cách H bình, trừ cho cái khoảng cách H bình lấy căn lên. Thì R tính là bằng 48 trừ H bình, H chưa có. Như vậy thì lúc này là mình, nếu mà ráp vô công thức này thì nó sẽ là bằng 1/3 pi R bình. R bình chính là 48 trừ H bình nhân với H, đúng không? 48 trừ H bình nhân với H. Vậy là thêm một ẩn. Xong rồi nè, thêm ẩn xong rồi. Vậy thì lúc này là mình chỉ cần tìm cái miền của ông này. Nhưng mà đây mình sẽ thấy là mình muốn tìm được cái miền của H, mình cần phải tìm được cái điều kiện. Cái điều kiện là thằng H này chạy từ đâu tới đâu. H thì hiển nhiên là nó phải lớn hơn 0 rồi. Nhưng mà cần cái chặng trên của nó, chặng trên của nó tối đa là bao nhiêu. Thì mình phải đi tìm cái chặng trên của nó. Được chưa? Mình đi tìm chặng trên. Bởi vì nếu mà mình cho chạy bất kỳ á, nè, nếu cho chạy bất kỳ, menu 8 ấy, thì sẽ nhập cái hàm đó vào thì nha. 48 trừ x bình, nhân với x này, nhân 1/3 luôn. Rồi được, nó ra đáp án là nhiêu ha. Đây tắt hàm R đi, tiếp nu đi xuống, 1/1. Đây thì cho nó chạy là h là chạy từ số 0 lớn hơn và chạy từ 0 đi, cho tới 20 step là 0 phẩy step là 20 chia 44 cho xem thử nha, giá trị lớn nhất đúng không, giá trị lớn nhất rồi, 40 40,17 42 41 38 âm ở dưới đây, âm là không phải rồi, âm là sai rồi, còn sau âm hết sai rồi nha. Như vậy thì nó phải chạy là từ tới số 5 rồi. Tới số 5, từ 0 tới 5, 0, 5 này. 5 chia 44 42 phẩy mấy này, nếu mình bấm đúng là ra 40. Nếu mình bấm không có cần tìm cái miền của nó thì mình sẽ tìm được 42 phẩy mấy á, 42,6 mấy á. À, 42,66 đấy, 42,66. Bây giờ mình bấm thì đáp án, thì có đáp án là 42,66 nha. Trăm hai mươi tám chia ba, 42,66 này, thấy chưa? Bạn nghe này, 8 chia 3
29,33 là sai rồi nè. Cũng biết nó có sai không. 71,6. Đấy, nếu như làm mình không còn điều kiện thì ở đây mình chỉ khoanh đáp án E luôn. 71,66. Đúng không? Đây, nhưng mà để mình coi thử với một cái câu mà người ta đánh giá là câu 47 nha. Một câu ở trong 12 câu cuối khó thì nó có đơn giản như vậy không? Đấy. Bây giờ mình sẽ xem thử nha. Đó là bây giờ nếu mình muốn tìm được cái điều kiện của thằng H này thì mình phải tận dụng được hai điểm EB này để cho chung được này ha. Thì ở đây em sẽ thấy là nếu VAB là nó đang nằm ở trong cái VAB đang nằm ở đâu? AB là đang nằm trong mặt cầu, đang nằm trong cái mặt phẳng alpha. AB đang nằm trong mặt phẳng alpha. Đồng thời cái điểm H này cũng nằm trong alpha. Như vậy thì đoạn IH đang vuông với alpha. Nếu như em kỹ một cái đoạn IK vuông với AB, kiểu đoạn IK vuông với AB, đưa đường B lên trên này. Đấy, thì lúc này có phải là IH nó cũng sẽ vuông với HK không? IH vuông cả mặt phẳng mà ha. IH nó cũng sẽ vuông với HK. Đấy. Nhận đến IK chính là cạnh hiền, IH là cạnh góc chuông. Được rồi, như vậy là nó nhỏ hơn cái IH của thì luôn luôn nhỏ hơn bằng IK. Đúng không? Nhỏ hơn bằng IK bằng khi mà K trùng với H. K trùng với H là AB đi vào K, à đi vào H à. Rồi, như vậy là lúc này mình sẽ có là gì? Mình sẽ tìm IK. Muốn tìm IK thì em thấy là AB, mình tính AB ra trước nha. AB là bằng gì? Vector AB là bằng 204. Vậy thì phương trình của AB x bằng 0 cộng 2t, y bằng 0 cộng 0t, z bằng trừ 4 cộng 4t. Đó. Điểm K thuộc vào AB, suy ra điểm K thì cả tọa độ là 2t, 0 và trừ 4 cộng 4t. IK, tính IK ra. IK K trừ y, y là 2, à 1 trừ 2, 3. Như vậy là 2t trừ 1, 0 trừ do trừ 2 là 2, trừ 4 cộng 4t trừ 3 là trừ 7 cộng 4t. À, rồi mình có IK thì đang vuông với AB. Vậy thì suy ra là IK vector nhân với AB vector bằng 0, nhân vô hướng. À, vô hướng là hoành nhân hoành, 2t trừ 1 nhân với 2, tung nhân tung là 2 nhân với 0 là 0 rồi, trừ 7 cộng 4t nhân với 4 bằng 0. À, ta đừng bấm máy. 2 x trừ 1 nhân với 2 cộng cho trừ 7 cộng cho 4t cũng x. Ship sau. Một phẩy năm. Thì là t bằng 1,5. Gì? 1,5 hay là 1 phần 1,5 là 3/2 á, t bằng 3/2. Rồi, vậy có t bằng 3/2 thì phải tìm được K, đúng không? Tìm được K thì K nó sẽ bằng là K của mình sẽ bằng là 3/2 nhân với 2 là 3 này. Không,
3 phần 2 mà nhân với 4, 3 phần 2 nhân với 4 là mấy? Là 6, 6 cộng với trừ 4 là bằng 2. IK mình là 302. Từ đây phải tìm được IK này. Y là 1 trừ 2, 3, 1 trừ 2, 3. Vậy thì IK sẽ bằng là 2 bình, 2 bình, 1 bình. Căng lên. À, như vậy là cũng là cái chỗ đây chính là số 3. À, H thì bảo nó bằng 3. Được chưa? À, như vậy là lúc này cái hàm này nó sẽ H là chỉ là nhỏ hơn bằng 3. Đó, chạy lại nè. Mình sẽ tìm max, đời toán trở thành là tìm max của hàm số fx bằng 1 phần 3 pi 48 trừ x bình phương nhân x với x là chạy từ 0, mình không được luôn á, cho tới 3. Thay bộ hoặc đạo hàm tìm mình ha. Thay bộ thì mình mô 8 1 phần 3 48 trừ x bình phương nhân x, cho nó chạy từ 0 tới 3. Để tiếp 0,1 0 phần 3 là 39 này ha. Vậy thì 39 này, mắt của nó là 39 đấy, thấy chưa, đây mới đúng, ok đó. Nên là nếu mà mình bấm liền là con này đi luôn ha. Phải tìm đúng cái điều kiện cái miền của thằng hát giống bằng nó mới xảy ra được, ok ok. Hãy cẩn thận cái chỗ bấm liền nha, bấm liền tỷ bài nha, bài nó mức độ nè. Rồi bây giờ thì vừa sau đi ha, vừa sau kia cũng trở 18-20 phút rồi. À, vừa sau mình sẽ làm tiếp cái câu 48.